trở lại với chương trình review sản phẩm của Meta. Và sắp đến Tết rồi, nhu cầu sấy các loại hoa quả cũng như mứt ngày càng tăng cao. Và các dòng máy sấy tại Meta.vn đang bán rất chạy cũng như nhận được sự quan tâm của khách hàng. Và để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tôi Phương sẽ giới thiệu với quý vị chiếc máy sấy hoa quả Maxim MKXDH2015 cũng như tách thử chất lượng sản phẩm cho quý vị xem nhé. Dòng máy sấy này có thể sấy được nhiều loại thực phẩm khác nhau như là rau củ, dược liệu hay các loại thịt. Và tùy theo khẩu vị mà các bạn có thể chọn sấy dẻo, giòn, dai hoặc là sấy hết nước đối với những loại trái cây mọng. Máy sấy thực phẩm Maxim có 5 khay sấy riêng biệt làm bằng nhựa chịu nhiệt an toàn cho sức khỏe và kích thước các khay rộng từ 4 đến 5cm. Bạn có thể điều chỉnh thời gian và nhiệt độ sấy với bảng điều khiển ngay phía trước, giải nhiệt độ từ 40 đến 70 độ C. Đặc biệt, máy có chức năng hẹn giờ tiện ích giúp bạn sấy khô nhiều loại thực phẩm một cách đơn giản và nhanh chóng. Bạn chỉ cần ấn nút chọn và chờ đợi. Bạn có thể tham khảo thêm nhiệt độ và thời gian sấy thông qua hướng dẫn sử dụng. Và bây giờ Thu Phương sẽ test thử chất lượng của chiếc máy sấy hoa quả này cho các bạn xem nhé. Với chiếc máy sấy Maxim thì các bạn có thể sấy được nhiều loại thực phẩm khác nhau như rau củ hay là thịt. Và với 5 khay sấy chuyên dụng thì các bạn có thể sấy được nhiều loại thực phẩm khác nhau cùng lúc. Trước khi sấy thực phẩm thì các bạn cần phải sơ chế. Đối với rau củ thì các bạn thái lát dày 6mm, sau đó trần qua và để ráo nước rồi mới cho vào máy sấy. Các bạn lưu ý là xếp các thực phẩm này không chồng lên nhau và dàn đều ra các khay. Đối với các loại thịt, gia cầm và hải sản, các bạn thái lát dày 3-6mm và thái theo hình vuông để thấu thịt được đẹp hơn. Các bạn có thể tẩm ướp trước theo khẩu vị trước khi cho vào máy sấy. Và đối với các thức ăn được bảo quản trong tủ lạnh thì quá trình sẽ mất khoảng 6-8 giờ. Và sấy thực phẩm với chiếc máy sấy thực phẩm Maxim MKXDH2015 thì các bạn có thể giữ nguyên được hương vị cũng như chất dinh dưỡng của thực phẩm. Nếu như đã ưng ý với sản phẩm này, quý vị hãy nhấc máy lên và liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại tại Hà Nội.